Ngày 29 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án xâm phạm thi thể và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang, 45 tuổi, quê Thừa Thiên Huế và Cao Thị Thu Bích có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang. Việc phê chuẩn diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án. Ông Vũ Văn Diến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết có nhiều tình tiết cần làm rõ nên việc phê chuẩn từ phía viện diễn ra chậm hơn. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông NHN tố giác ông Lê Minh Quang tạm trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xâm hại khiến con ông là NLMQ sinh năm 2019 tử vong. Sau khi cháu chết không có chứng tử, không có sự tham gia điều tra của cơ quan chức năng, không có ghi nhận của chính quyền địa phương ở nơi được cho là cháu NLMQ đã chết. Tất cả những gì ông NHN nhận được là một hũ cho cốt được trao sau 3 tuần sau khi ông gửi con cho ông Quang chăm sóc với giá 200 triệu đồng một tháng đã thanh toán trước 600 triệu đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay vào tháng 4 năm 2022, sau khi nhận đơn tố giác tội phạm của ông NHN được chuyển từ Công an thành phố Huế, cơ quan điều tra đã vào cuộc theo đúng trình tự. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, Quang và Bích có thái độ không hợp tác, đồng thời Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Ngoài ra, Quang là người bị tật, phải ngồi xe lăn, không thể tự đi lại được mà phải nhờ sự giúp đỡ của người khác và có hồ sơ chữa bệnh tâm thần rối loạn lo âu trầm cảm nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh giải quyết đơn. Khi đưa cho cốt cho gia đình ông Ngân hàng N, Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu NLMQ. Đồng thời Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông NHN số tiền 5 tỷ đồng và đã nhờ Bích chuyển cho gia đình ông NHN 800 triệu đồng và hẹn từ 1 đến 2 tháng sau sẽ trả hết tiền. Nhưng sau đó Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành thì gia đình ông NHN chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng. Đối với gia đình ông Ngân hàng N, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần triệu tập ông NHN lên làm việc nhưng ông NHN thông báo do bị bệnh nên không vào làm việc. Ông NHN đã làm đơn xin rút đơn trình báo và nhiều lần gửi đơn xin hoãn làm việc với cơ quan điều tra với lý do sức khỏe của vợ chồng kém, không đảm bảo. Đến ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Lâm Đồng mới làm việc được với ông NHN và yêu cầu ông NHN cung cấp hũ cho cốt để phục vụ công tác điều tra. Nhưng đến ngày 9 tháng 9, ông NHN mới bàn giao hũ cho cốt cùng với mẫu tóc của vợ ông cho cơ quan điều tra.